Khánh, xin chào tất cả các bạn thân yêu. Thì bữa nay á, mình có làm cái món bắp chuối chiên bột. Thì bây giờ mình sẽ đi hái bắp chuối nha. Giờ thì nước đang gầm. Nước đang gầm cho nên không có đầy hông. Nước không có đầy hông. Mình với Tiền sẽ giờ xuống ghe. Bây giờ thì Tiền xuống xuồng trước. Mình đi qua vườn chuối á bằng xuồng, tại vì cách một cái sông nên không có cầu đi ngang qua. Mình phải đi bằng xuồng thôi. Trời ơi, ở đây sâu quá chừng luôn. Tiền ơi, ôi ôi mấy con sâu ghê quá, đang nhúc nhích nữa nè. Sâu này kêu bằng sâu nái sâu gì á, ghê quá, nhúc nhích thấy gớm quá à. Ôi nhóc luôn, quá chừng luôn Tiền ơi. Ôi thôi, đụng vô là ngứa dữ lắm, ngứa luôn á. Ôi thấy ghê quá, thôi né cái lá này ra đi. Giờ mình bước xuống cái bập lá kế bên đây mình đi. Làm gì á? Bây giờ thì tụi mình xuống sườn này, mới vừa xuống sườn. Mà ở trên bờ gió quá chừng luôn. Chiều nay không biết có mưa không, tại vì vừa hết cơn bão số 10. Nước trong ghe còn nhiều quá, tiền tát cái tiền. Bên đây nữa nè. Ngồi đầu nãy nhõng đầu kia lên, có nước rồi ta. Đó ngồi hai người. Chừng sâu. Này mắc miếng dán rồi. Ừ, đây nhóc vậy nữa. Ủa hai tao cầm hai tụ nhìn chi vậy? Sao đái á? Đái nè. Ừ. Thì giá làm thuốc chứ hả? Ừ. Đổ cái này sao đổ nổi ta? À. Xem mắt chú cây tụi hai đầu lâu. Tới rồi. Vườn chuối này là của mợ Bảy nha. À, của cậu Bảy. Được vô. Mình lên đây mình kiếm bắp chuối. Không biết có cái nào không nữa. Lên đường này được nè. Ừ. Kia. Ủa đường đó là đường nào dễ hơn? Đường nào? Rồi lên đi tiền.
Ở trên đây thì tầm cũng có tầm dừa với mà bảy, có tầm dừa với tầm chuối nè, có tầm bưởi nữa. Rồi hên quá, ở đây có một cái bắp chuối Tiền ơi. Đâu? Kìa kìa kìa, đó đó. Ngay đầu con mà con không thấy luôn. Thấy bên đây nè. Có không? Có kìa. Có hả? Có. Ê, nhìn dưới gốc chuối. Ờ có cái vỏ. Có cái vỏ bông chuối à. À. Ừ. Này được rồi nè, bẻ được rồi nè. Rồi, giờ kiếm cây hái Tiền ơi. Ừ. Kiếm cây. Đâu hên được cái sóc cái xương lá. Tới không? Vừa tới luôn. Vậy được rồi, được rồi. Hên quá. Còn cái bắp chuối bên đây, đâu coi bắp chuối bên đây coi. Kìa kìa kìa, tổ rồi kìa. Kìa, cũng rồi được rồi kìa. Cũng vừa ăn được như bên kia. Ừ, ừ, ừ. Vậy thôi hái hai cái luôn ha. Ừ, hái hai cái luôn. Đâu hên dữ, có sẵn hai bắp chuối luôn. Tưởng đâu qua đây không có cái nào chứ. Cái ghe mình để đẳng kìa. Không, con tưởng nó con sâu. Nè, nhìn. Ôi. Rồi lấy cây chọt đây. Ơ bậy bậy bậy, chọt ở dưới đít chứ. Ở dưới đít chọt lên. Ừ, đẩy đẩy ở dưới cái khúc đít á. Đẩy ngược lên trên. Là gãi à. Ừ đúng rồi đúng rồi. Rồi né nha, để nó gớt vô đầu nha. Không lên. Có cái cây nào dài hơn không? Có lên, có lên. Né nha. Ê rồi gớt, xịt. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Không có bị hư nãy chuối. Giờ mình qua bờ bên kia ha. Ừ. Sao? Bắp chuối bự không? Coi thử đi. Cái này bự lắm luôn á, bự hơn mấy cái nãy của người ta. Ừ, bắp chuối này bị chản luôn nè. Mũ còn nhiễu nè. À, mũ quá chừng luôn. Quá chừng mũ luôn trời. Hay quá. Cái cây này mà bản tới không ta? Không biết tới không. Bờ bên kia thì cao quá cho nên là mình phải đi xuống ghe để mình chuyền qua bờ bên kia. Mình bơi qua bờ bên kia, mình bước lên bụi lá mình mới qua được. Được không? Tưởng tượng con cá sấu mình cái tập. Kệ kệ. Chị lội bùn chị lên.
Đây, đây là bờ bên đây. Bờ bên đây lúc nãy mình đứng từ bờ bên kia. Giờ chọt làm sao mà cho nó rớt ở trong mấy bờ, đừng cho nó rớt dũng được không? Rớt dũng mà sao lắm. Từ từ, khoan. Rớt dũng này sao lắm. Có cách nào chọt chưa rớt lên mấy bờ không? Không biết, nó hên xui. Chọt đại rồi. Rồi chọt cái tiền ơi. Để rớt hay rớt lắm. Chụp. Đâu, khoan từ từ. Nằm ở trên bờ. Đây không sao. Đây gì vậy? Coi chừng mũ nó rớt nào, mũ nhiễu nhiễu kìa. Hai nắm tay con hay gì lại là con lụm gì không? Đúng không tiện? Cái này giống gì? Cái gì mà đưa lên vũ trụ? Cái gì? Tên lửa. Đi. Đi. Hai cái. Đủ làm rồi. Rửa bắp chú hả tè? Không, bắp này không có dơ. Không phân. Hai bắp hả? Ừ, hai bắp này có 3 kg luôn. Hai bắp này 3 kg lô có á. Bự lắm. Chán hả? Lâu mà về nhanh quá hai. Bình thường lúc nào mà đi cũng thấy vậy. Tới bến rồi. Chiếc xuồng rồi, đưa bụp lá lên đi. Ồ, nãy nó quá vậy nó chạy. Rồi đưa bụp lá lên đi. Chiên mồm lấy cái này bỏ này cái xuống nước thả làm thiền chơi này. Đúng rồi. Cái này là một cái bông chuối. Cái này là cái bẹ của cái bông chuối nè. Để đi lát nữa thả xuống dũng cho nó trôi tới đâu. Giờ nhà mình cũng lợp xong rồi. Có chỗ mát để quay kìa. Bữa hổm ở đây nắng quá chừng luôn. Giờ mình giờ tiền á hả, lọc chuối nè. Lọc bắp chuối ra. Xong cái mình bào bắp chuối ngày hôm qua mình đi bẻ nè. Xin lên nhà mở chính. Xin bắp chuối mà thật nhưng mà
qua bên nhà của mợ bảy bẻ bắp chuối. Tại vì vườn, cái vườn chuối mà mình đi là cái vườn đó của mợ bảy đó. Bên nhà mợ chín cũng có trồng nhưng mà mợ chín nói là bên mợ chín không còn bắp nào hết, cho nên qua mợ bảy xin luôn, bẻ xong rồi mới về xin. nhưng mà cậu bảy với mợ bảy dễ lắm, cho nên không có sao á. Muốn hái thì hái à. Chú Hiếu đỡ xong hết rồi chú. Kê rồi, để giấy bao lên đây, bảo dưới bao lên, bảo dưới bao lên thì chừng nào ấy rồi hả gọt mấy cái vỏ màu đã đỏ ngoài vậy chứ nó dai ăn ngon lắm. Rồi giờ mình sắt vô chanh, mình sắt chanh mình dắt vô cái nước để cho bắp chuối nó đừng có bị mủ nó đen. Rồi bỏ vỏ trong đó luôn, bỏ vỏ chanh vô luôn. Giờ có chỗ sáng sủa mà mát mẻ để quay nữa. Sáng sủa không? Sáng sủa, chiều sủa. Giữ nhà tốt hả? Chừng dính mũ áo á nhân tiện. Cái này mũ dữ lắm á. Được không? Cậu này giống hồi đó bào chuối cho heo ăn luôn. Chuối cây á, hồi đó nhà mình nuôi heo á, cái mình sắt chuối cây cho heo ăn. Là cái cây chuối mà đã ra cái trái rồi á, ra hết cái trái rồi, rồi cái trái chuối nó già luôn rồi á, là đốn buồn chuối mà để mình ăn á. Còn cái cây chuối thì bỏ không biết làm gì, thì mình lấy cái đó cho heo nó ăn được. Heo mọi chứ heo thường mình nó đâu có ăn đâu. Ăn luôn. Mà heo mọi thì nó hết hơn. Còn heo nuôi thì tại vì mình không có gì cho nó ăn, mình sợ ha nuôi tốn tiền mất ăn nhiều quá thì mình cho nó ăn độn. Là rau lan nè, rau lan với lại chuối rồi rau mấy ăn độn, ăn khi kia bằng ăn độn đó. Thì khi mà bằng con heo đó thì cái thịt nó nhiều mà cái thịt nó ngon, cái thịt nó thơm nữa, nó không có bị tanh, không có bị mỡ nhiều. Con heo mình nuôi mà mình cho ăn rau rồi nhiều ha, là cái thịt con nó cắt, ngon dữ lắm. Cắt đôi, con cắt luôn à. Được không? Hồi đó con rất kỳ. Ừ, sát đi con. Nè. Rồi đây nè. Con bớt nó trổ cái nó còn có cái bông có chút xíu vậy nè, hình cái này vậy. Muốn mà cho nó trổ hết chắc cũng mấy tháng trời luôn á. Hay bẻ chơi. Bữa nay thì mình lấy một bắp để mình chiên. còn một bắp nữa thì để ngày mai mình kho cá mình ăn cơm. Bắp chuối mà chấm với cá kho ăn ngon lắm á. Bắp chuối ăn vậy chứ tốt dữ lắm. Bữa hổm mình có coi ở trên truyền hình á là bắp chuối trị được nhiều bệnh nữa mà tốt, mà đối với mấy người mà đang cho con bú á, thì ăn bắp chuối tốt dữ lắm, tại vì có sữa nhiều. Hồi đó mình cho Vi nó mầm á thì mình đâu có biết đâu, cho nên đâu có không có ăn bắp chuối. Cho Vi nó tu ti. Sắt bằng dao cũng được luôn, tại vì cái con dao bào ở nhà mình nó lục quá rồi, giờ tiền sắt bằng tay luôn. Đây, sắt cỡ này là được rồi.
sắt thép hai về hai 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 bên luôn. Rồi cái thì cái mình rửa lại cho nó sạch, nó ra mấy cái mũ, xong rồi mình chiên. Gom mấy cái bẻ chuối chút nữa hả Tiền? Gom lại. Sau khi mà sắt xong á thì được nhiêu đây? Một cái bắp chuối mà cũng còn nữa, nhưng mà chị mình thấy nhiều quá ăn không hết, thôi mình lấy nhiêu đây thôi được rồi. Bắp chuối này nó không có tẩy cho nên nó không có được trắng lắm, tuy là có chanh rồi nhưng mà nó không có trắng đâu, nó không có bị đen thôi chứ nó không có được trắng. Rồi, thấy người ta bỏ thuốc tẩy vô trắng tươi luôn, thấy ghê. Bình thường trắng là đẹp mà. Rồi được rồi Tè, đẹp mắt. À, lấy gỗ vớt ra Tè, vớt ra rửa. Giờ Tiền xách hành để lát mình tộm chung với bắp chuối á. Rồi giờ Tiền giặt bắp chuối cho bớt nước đây Tiền, để mình tộm bột vô, gọi là vẫy rau. Có biết là coi chừng. Biết làm vậy à? Đó, nước nhiễu rồi đó. Xém đổ. Rồi hết nước rồi. Nãy giờ cũng rút bớt nước rồi. Giờ mình trộn. Trộn bột. Trộn vô đi. Đổ vô thao hả? Ừ, đổ vô thao luôn. Rồi. Xé cái bột chiên giòn bỏ vô. Bột này là bột chiên giòn nè. Đây. Tẩm bột khô chiên giòn. Gắt vô. Gắt hết bịch luôn, trộn đi. Trộn đi. Đây là bột mì nè, giờ Tiền đổ thêm bột mì vô, trộn lên. Chắc được rồi Tiền, nãy giải thù cũng lâu rồi đó. Mày kêu bạn gì? Cá viên chiên gì Thái Lan hả? Không, ở ngoài đường nó bán, người ta bán á, người ta kêu là cá viên chiên Thái Lan. Bây giờ tới màn chiên đậu bắp. Đây là cái chai dầu giấm. Có gì không hai? Giờ mình trộn với salad. Ừ, miếng nữa. Rồi, rồi. Rồi bỏ xà lách vô trộn lên Tiền. Rồi trộn lên. Trộn lên cái để vào cái dĩa gạo bên đây nè. Đổ ra ngoài coi. Nãy quên lấy cái gì bự bự, lấy cái tô nhỏ quá. Lửa gà Tiền, lửa gà. Cái mặt nó dính vậy nè. Cái lọ vậy. Hả? Thôi. Trời nó vàng hả tải luôn Tiền. Giờ vàng rồi. Vớt cái ai Tiền? Vớt cái nào vàng vớt ra trước.
rồi gấp cái khác mới vô. Đây là món bắp chuối chiên, rồi có bò viên chiên, rồi có tôm viên chiên nữa. Nhưng mà cái món chính của mình bên hai á là món bắp chuối chiên bột. Đây á là cải mà mình có trộn dầu giấm nè. Cần đậu bắp với đậu bún chiên. Cà thì mình để cà sống thôi. Rồi giờ mời các bạn nha. Ăn đi. Căng lắm á. Con làm à. Rồi. Rồi. Mình ăn thử miếng này thì ngon lắm. Đúng rồi. Đây lấy miếng nhỏ đi. Đây là thành quả của mình ngày hôm qua với bữa nay. Bắp chuối chiên bột ngon lắm. Lấy xe chân cà thịt cái kìa. Mình mới vừa thịt tương cà lên rồi. Cái này thì mình ăn với tương cà tương ớt. Thịt tương cà chấm với tương ớt. Mẹ ẵm bơi đi giống tiêu kêu mẹ mà ẵm thấy mẹ già nói bơi đợi đi chơi nên mẹ mình ẵm đi đi chơi vậy. Kể chừng nào bà ngoại về có chừa cho bà ngoại rồi. Mình ăn rau này ăn mấy cái này nó không ngán rồi. Đậu bún chiên. Là cà chua. Cà chua có chả có cần chấm thêm gà không? Cái này á là bò viên nè. Bò viên này ngon lắm, không có bị pha bột nhiều, tại vì lúc mình chiên á nó không có nở. Chấm miếng tương cà, chấm miếng tương ớt. Đây, ngon quá. Chiên chấm miếng tương cà nè,
8 miếng tương ớt nè. Xài sắp nhiễu rồi. Ngon tuyệt. Con làm mà ngon chắc rồi. Cái nước này người ta làm ngon á này. Ngốc được lắm à. Chuối chiên bọt gì đâu, nó cũng dễ làm lắm, nó không khó làm. Mà ở trong cái bọt chiên giòn á thì người ta cũng đã có gia vị rồi, cho nên mình không có cần thêm gì đâu, mình chỉ có thêm hành lá vô thôi. Bắp chuối á ăn tốt lắm, bắp chuối thì ăn tốt, không có sợ độc hại gì hết, với điều kiện là không bỏ tẩy nha. Vô. Vô. Cạn hả? Đầu chấm tương cà, đầu chấm tương ớt, từ tiền. Ăn tôm chiên, đây là tôm chiên. Chuối này mình xé ra được không? Hồi đó mình hay chiên bắp chuối như vậy nè, nhưng mà lúc đó mình chiên bột nhiều lắm, mà bột nhiều thì dễ ngán, còn bột ít thì đỡ ngán hơn. Đây là gỗ cái vỏ bông chuối nè. Mình gọi là bắp chuối. Giờ tiện xuống dưới nước thả cho. Hồi nhỏ mình chơi hoài luôn á. Chưa nói không? Chịu không? Không sao. Được. Được rồi. Cái này mà không, cái này không có mưa nó nổi hoài luôn tiện. Còn hả mưa thì nó chì mày. Yeah.
Mẹ này cái hộp rồi đâu có to sao được. Thôi vòng vòng mẹ bớt mẹ đắp đập lại mà. Mẹ nhét ấm bọng lại. Clip của mình tới đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Nếu các bạn thấy thích thì nhớ like và chia sẻ cho Khánh. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.